Tối 15 tháng 4 năm 2018, đoàn liên ngành do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chủ trì đã bắt quả tang hai công trình lén lút xả thải chưa qua xử lý ra biển Đà Nẵng. Tại khu vực bờ biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, đoàn kiểm tra bất ngờ kiểm tra công trình nhà hàng Brilliant Seafood của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Giang Phát làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô 6 tầng với 3.000 m2 sàn. Khi kiểm tra, công ty mới chỉ đang xây dựng tầng hầm rộng 550 m2. Công trình đã sai phạm khi đấu nối để xả nước thải trong quá trình xử lý móng vào hệ thống thoát nước công cộng mà không qua xử lý. Ở đây là công ty lâu nay là cũng rất là bức xúc về cái việc mà cái phối hợp của cái đơn vị mà thực hiện thi công cái hố móng là họ cũng không tuân thủ theo cái quy định của Sở Xây dựng đã ban hành trước khi cấp phép cho họ. Cái này cũng là một cái khó khăn của công ty trong quá trình quản lý. Mặc dù công trình nhà hàng Brilliant Seafood vô tư xả thải, nhưng ông Huỳnh Ngọc Hậu, đại diện chủ đầu tư dự án nhà hàng Brilliant Seafood, lại cho rằng nhà thầu thi công đã thực hiện việc này, còn chủ đầu tư thì bây giờ mới biết. Ngay cả bây giờ đơn vị ở đây là ví dụ có xử lý một ít cái nước ngầm đó chẳng hạn, thì cũng chưa biết xả ra đâu, thì ngồi cái chuyện là xả ra cái công đấy thôi. Đấu nối là phải có ý kiến của đơn vị của Sở Xây dựng. Nhưng mà cái có đấu nối trong quá trình thi công thì bây giờ ở đây là chưa có cái giấy phép đấu nối nước ngầm trong quá trình thi công, là như vậy là không đúng. Tiếp đó, liên ngành cũng kiểm tra công trình khách sạn Stella Maris trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà do công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt có trụ sở tại 133 Nguyễn Trung Thiên, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Tương tự như công trình nhà hàng trước đó, công trình khách hàng Stella Maris cũng lợi dụng đêm tối và ngày nghỉ để bơm xả nước thải sau khi thi công hố móng vào hệ thống thoát nước công cộng mà không qua xử lý. Đại diện Sở Xây dựng trong đoàn kiểm tra khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lén xả thải này. Trước đó, như truyền hình Thanh Niên đã thông tin, ngày 7 tháng 4 năm 2018, chỉ sau một trận mưa lớn, nước từ các cửa xả tại khu vực biển Mỹ Khê bỗng có màu đen đặc. Nguyên nhân được giải thích là do hệ thống thoát nước thải và nước mưa của thành phố dùng chung, nên khi quá tải, các cửa lực bị bật tung trong khi máy bơm nước thải về trạm không xử lý kịp. Điều này dẫn đến việc nước thải tràn ra và xé toạc bờ biển Đà Nẵng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.